Hi, welcome back to my channel. Start to get a go. So, feel okay to go. Let's go, baby. Một bình sơ, bình sơ. Và sau đó thì các bạn sẽ đổ vào chiếc xe này và khi nào đó thì các bạn sẽ lái chiếc xe và đi đến một nơi khác, ok? Và tiếp tục nào. Oh no, I got this. Nice game. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells.
Let's see what you're hiding down there, old friend. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Let's go, và chỉ còn thiếu một món đồ, đó chính là một cái bánh răng. Và chiếc bánh răng đó thì nào đây, mình sẽ vào lấy nào. Ok, let's go. Ok, that's all of them. Switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Sau đó thì các bạn sẽ đi thẳng vào trong đường này. Ở đây nó sẽ chiếu phim. Đó là các bạn sẽ mở. Đó là mở một Wow, cái máy này hoạt động. Tiếp tục vào, đi tỏ vào trong. Wow. Sau đó thì các bạn sẽ dọc con dao. Yeah, running. Oh yeah. Và mình sẽ đi này xem có gì không. Wow, những bước chân. Chân gì đây? Từ ngoài ra vào trong. Ở đây đứng bị Oh my gosh. Có những cái một cái thứ đó. Oh my gosh. Wow, những cái đây lắm rồi. Mình đã phải đi thẳng thôi. Oh my gosh, wow. Mà thấy rồi. Oh my god.
chia xuống. Nặng rồi thôi. Và ở đây coi như ngập tăm luôn. Mình rơi đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi tìm lối ra. Đây rồi. Tango, choose all. This will definitely come in handy. Xử lý cái này nào. Ok, và từ cái tiếp theo Slenderia rất siêu là đó là một tựa game mà và tựa game này cũng khá là hot nha các bạn nhé. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhé. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 cửa sách và khi đổ 8 cửa sách thì các bạn sẽ quay về vị trí đầu tiên, từ đó thì các bạn sẽ đóng cánh cửa và các bạn sẽ thoát khỏi đây. Ok, let's go và tiếp tục nào. Các bạn sẽ phải nhìn đây. Khi gặp những con ma Slenderia này thì các bạn sẽ phải quay đi. Lúc đó thì nó sẽ không thể nào hút được các bạn. Còn nếu các bạn nhìn thẳng vào nó thì nó sẽ hút hết máu các bạn luôn. Và khi đó thì các bạn sẽ phải trở lại từ đầu. Quyển sách thứ hai. Và tiếp tục nào. Ok. Yeah, let's go. Sau đó thì mình sẽ đi tiếp con đường tiếp theo. Con đường này cũng khá là nhiều căn phòng đây. Các bạn cố gắng đừng bỏ qua một căn phòng nào cả. Trừ khi căn phòng nào có khóa mà các bạn không có chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ bỏ luôn. Còn nếu mà chiếc chìa khóa đó thì các bạn sẽ phải tính toán làm sao có lên được hay không. Bởi vì đôi lúc thì có những cánh cửa các bạn cần mở. Và có những cánh cửa các bạn không cần mở. Quyển sách rưu. Và tiếp tục đi tiếp con đường tiếp theo. Ok, con đường này đi hết và tiếp tục mình sẽ đi con đường tiếp theo. Let's go, let's go. Sách thứ 5. Quyển sách thứ 6. Là quyển sách thứ 7 ở trong này đi. Sách thứ 7. Ok, đã đủ 8 cuốn sách. Sau đó thì các bạn sẽ quay lại vị trí ban đầu mà các bạn xuất hiện. Và khi đó thì các bạn sẽ mất cánh cửa Open Zero và thoát được khỏi đây. Tựa game tiếp theo, Slenderia Free Version. Ở đây mình sẽ chọn Hotel. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 6 món đồ, 6 item. Và 6 món đồ này thì các bạn sẽ lắp vào để tạo ra nguyên liệu. Và khi đó thì các bạn sẽ đi được chiếc cầu thang máy và hoàn thành tựa game này. Đây là bàn VR.
cùng vui chơi trong phòng. Rồi, và tiếp tục. Còn những tủ gỗ ở ngoài đều rất lộn xộn. Tiếp tục vào phòng tiếp theo, xin mời con. Món đồ thứ ba. Chiếc tủ này lại để ngay ngắn rồi. Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường và hai ngọn đèn thôi, chứ không có tivi hay gì cả. Món đồ thứ năm, đây có thể là một khách sạn khá là cổ rồi, không có tivi, không có nhà vệ sinh, cũng như không có những món đồ gì, chỉ có mỗi một chiếc giường và hai bóng đèn trong một căn phòng. Phòng to thì cũng thế thôi, không có gì. Khi đủ 6 món đồ thì lúc này các bạn sẽ đi thẳng vào trong và hoàn thành món đồ. Okay. Bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tới cái tiếp theo nhé. Soul Brook, một tựa game cũng khá nổi tiếng. Và tựa game này thì có rất nhiều những thể loại game khác nhau. Các bạn trẻ rất yêu thích tựa game này bởi vì nó bao trùm tất cả rất là nhiều. Rất nhiều game luôn. Thì ở đây các bạn sẽ phải bật 3G hoặc là wifi lên. Khi đó thì các bạn sẽ chơi tựa game Roblox này. Và trong Roblox này thì mình thích nhất những tựa game background. Đó là các bạn có thể nhảy, nhảy cũng khá là hay. Ok, mình sẽ vào background đầu tiên xem nào. Loát hơi lâu một chút. GOB. Các bạn chờ nhỏ một chút nhé, cái này có thể đang lát cho nên cái này thì cứ đi thẳng thôi. Là gì đây? Thẳng tiếp. Không có vấn đề gì. Nên một tầm cao mới. Oh my god. Cứ đi thẳng. Cái này vẫn chưa cần phải nhảy các bạn nhá. Có cái kia bắt đầu khó rồi này. Không biết nó bỏ đỏ hay nào. Bỏ đỏ này. Bỏ đỏ tiếp. Cái này có vẻ khá dễ. Dễ hơn mấy tựa game background khác. Anh chàng đang ngay trước mình. Anh ta vẻ đi khá là chậm. Và mình sẽ đuổi theo anh ta thôi. Oh, đứt ván luôn. Yeah. Đang bị đơ luôn. Lớp ván đến đây lại dừng lại. Tức là chưa thể đứng lên được. Anh chàng kia còn đang chưa đứng được thì làm sao mình đứng được. Anh ta đứng được rồi. Và mình đã đứng được rồi, ok. Mình đã vượt xa là anh ta rồi. Let's go. Anh ta đi luôn. Ở đây các bạn sẽ không được chạm vào vạch đỏ nha. Nếu chạm vào vạch đỏ thì các bạn sẽ hy sinh. Ở đó thì các bạn lại sẽ lại phải trở lại. Wow. Yeah. Let's go. Khá là dễ. Các
các bạn đi thẳng cũng được, nhưng mà thôi các bạn nhảy cho nó an toàn. Thực ra thì theo mình thấy đi thẳng vẫn không phải gì, bởi vì cái ngách của nó có bé, có bé luôn để phát hiện được. Oh my god. It's okay, và tôi kênh xin chào Chris. Và trong thời gian này thì các bạn sẽ phải tránh chướng ngại vật, đó là các bạn sẽ phải chỉ đạo trái phải làm sao để tránh va chạm vào. Khi va chạm vào sẽ bị vỡ, và đó thì các bạn sẽ phải dùng tiền mà các bạn đang ăn được như thế này và kiếm được thì các bạn sẽ phải hồi sinh lại. Đây như kiểu một búp bê. Và khi nó thổi kèn thì nó sẽ tạo ra những quái thú, và những quái thú này các bạn chạm vào các bạn sẽ chết ngay, phải tránh được. Ok, let's go. I greet seven. Hiện tại thì mình đang ở một căn phòng cũng khá là rộng, và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải giải cứu một cô gái đang bị giam ở trong lồng sắt, thoát khỏi lồng sắt và thoát khỏi sự bám đuổi của I greet. Bắn kem. Và khuôn mặt của ông ta không giống người bình thường, ông ta như kiểu đang đeo mặt nạ. Và thực chất thì ông ta không hẳn là đeo mặt nạ, mà đó là con người của ông ta, bởi vì ông ta có thể hào hôi da rất lạnh, chứ không phải là ông ta có khuôn mặt của con người, mà lại khuôn mặt của một người bắn kem. Nhưng mà nó hoàn toàn khác, chứ không phải đều mà mặt lạ, mặt lạ. Và đây là Sugar. Các bạn sẽ đọc vào đây và tiếp tục. My God. Vào đây để tìm xem là Sugar nữa không. Được rồi. Vẫn còn Sugar luôn. My God. Thank you.
camera cuff. Sau đó thì ở đây các bạn sẽ phải tạo ra một chiếc kẹo khổng lồ. Trộn đường với nhau rồi, đường với nước và tạo ra một chất đặc. Lúc này thì các bạn sẽ phải lấy sticks tạo thành một chiếc kẹo khổng lồ. Ok, lollipop. Các bạn đọc vào đây để sau đó thì các bạn sẽ trao đổi một món đồ. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cuộn băng. Và cuộn băng đó làm gì? Cuộn băng đó để cứu một cô gái thoát khỏi chiếc lồng sắt. Và đây là chiếc chìa khóa để giải mã thôi các bạn. About the good to tell SCB. Trong tập này thì các bạn sẽ phải chạy thoát khỏi SCB. Mà SCB ở đây thì lạ lắm, đó là các bạn không thể tiêu diệt cái SCB này. Đó rất là lạ luôn. Và mình sẽ thử ra. Cho nổ mà SCB không biết gì, ảo thật. Đây như kiểu là một SCB đỉnh cao luôn. Cố cảm giác gì luôn, không hiểu cái gì mà kiểu gì.